Giả mũ cho anh đi, đấy là mũ của anh mà. Anh ma lơ canh này này. Sao con lại đội mũ cho chị? Chị không có mũ con lấy của anh để cho chị à? Giả cho anh. Chị đi thử váy đi. Chị đi thử váy đi. Chị thử váy nào. Váy màu xanh nào. Đâu đây là màu trắng chứ. Đấy. Thử xem vừa không. Xinh thế. Cứ thử mãi thử xong chị bảo thử đẹp. Nếu mà đẹp đấy chị bảo nó. Đấy, đấy nhìn này. Đẹp không? Đâu đây? Đâu? Đây. Không biết. Làm gì đấy? Thử cho chị á. Nó sẽ thử cho anh ai anh mặc váy. Thôi treo giả đi. Con. Treo giả đi. Treo giả cho ai? Treo giả cho bác đi. Bác gì? Bác chủ quán à. Rồi đẹp rồi. Con chọn cái nào? Mẹ chọn cho con gà nhưng mà con lựa chọn đây màu đỏ. Muốn nhìn đi. Muốn nhìn kìa. Ờ thấy rồi. Đấy. Đi vào chọn em chọn cái nào nữa. Trong nhà ấy, trong nhà có nhiều con bò rách lắm con ạ. Đi thẳng rồi. Chỗ mẹ. Móc rồi đây. 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 Vừa không? Đẹp không? Che kín mắt đây.